Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, chia tay thật sự hay lại PR rẻ tiền giống Kiều Minh Tuấn và An Nguy, đang chìm nghiệm trong showbiz, nhưng thông tin Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh chia tay lại khiến cặp đôi nổi lên như hiện tượng. Nhiều khán giả đặt nghi vấn khi cho rằng cặp đôi muốn dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi của mình, chứ không hề có chuyện chia tay. Nổi tiếng cùng nhau ở thế hệ ca sĩ 8X như Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh. Nhưng Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy lại không phụ sóng nhiều bằng đồng nghiệp trang lứa. Tuy nhiên, dù không được nhắc nhiều ở lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chuyện tình 8 năm của cặp đôi này lại khiến nhiều người phải ghen tị. Bởi trong showbiz, chuyện tình hợp tan xảy ra như cơm bữa, nhưng Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã đồng hành cùng nhau hơn 8 năm, nên thông tin đôi trai tài gái sắc của showbiz rạn nứt đã khiến nhiều người tiếc nuối. Từng nhiều lần dấy lên tin đồn đường ai nấy đi, nhưng đỉnh điểm vào hôm qua, bức hình cùng dòng trạng thái của đại nhân đăng tải lại làm khán giả cặp đôi đã tin chia tay là thật sự. Dòng trạng thái phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai như một lời ngầm khẳng định cặp đôi đã rạn nứt. Nếu như trước đây chọn cách trả lời trước truyền thông, thì đến tận bây giờ cả Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy lại chọn cách im lặng. Tuy nhiên lại có giả thuyết cho rằng vì muốn trở lại showbiz mà nữ ca sĩ lạnh đã dùng chuyện tình cảm để hâm nóng tên tuổi của mình. Từ cuối năm 2017 đến nay, nữ ca sĩ đã khởi động lại sự nghiệp của mình với nhiều vai trò khác nhau như ca hát, diễn viên, người mẫu. Từ hình ảnh baby đáng yêu, cô nàng trở nên cá tính và quyến rũ hơn. Đặc biệt sau thành công của bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ, phiên bản Việt đã giúp Khổng Tú Quỳnh được khán giả nhớ đến. Khổng Tú Quỳnh đã lột xác hoàn toàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tuy nhiên, rủi rất nhiều tài năng trẻ như hiện nay, những sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ vẫn chưa được lòng khán giả cho lắm. Phải chăng cặp đôi lại muốn dùng chiêu cũ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy để được khán giả chú ý nhiều hơn? Tuy nhiên, nếu cặp đôi này muốn gây chú ý trong showbiz bằng chuyện tình cảm, thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Điển hình là những phản ứng trái chiều từ khán giả cho chuyện tình trái ngang của Kiều Minh Tuấn và An Nguy trong thời gian vừa qua. Là bạn gái của Huy, tôi hiểu rõ mình nên và không làm gì để tốt cho anh ấy. Tính tôi lại rất cứng đầu, không bao giờ thích nhờ vả hay dựa dẫm vào bạn trai, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Tuy không còn xuất hiện chung đôi nhiều như trước, nhưng chuyện tình cảm của tôi và Huy vẫn rất tốt. Từng phủ nhận tin đồn chia tay trước đây, nhưng đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa lên tiếng chính thức. Nếu quả thật cặp đôi chia tay, thì showbiz đã mất đi một câu chuyện tình đẹp. Từ lúc Ngô Kiến Huy lấn sang điện ảnh, đã gây dựng được tiếng tăm thì Khổng Tú Quỳnh là hầu như không sánh bước cùng nam ca sĩ tại nhiều sự kiện với bạn trai mình. Tuy nhiên, nếu cặp đôi muốn gây sự chú ý trong showbiz bằng chuyện tình cảm, thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Giữa tin đồn chia tay mối tình 8 năm, động thái này của Ngô Kiến Huy khiến fan vẫn nuôi hy vọng. Ngô Kiến Huy vẫn chưa có hành động thường thấy của những người sau khi chia tay. Cách đây không lâu, nam ca sĩ đại nhân bất ngờ đăng tải hình ảnh Khổng Tú Quỳnh cùng dòng trạng thái khiến dân mạng xôn xao. Chuyện nữ ca sĩ đã chia tay người yêu 8 năm Ngô Kiến Huy, dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Trước sự lo lắng của người hâm mộ, cặp đôi vẫn giữ im lặng. Lời chia sẻ của đại nhân khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy gặp trục trặc. Tuy nhiên, nhiều fan đã tương ý phát hiện ra động thái này từ Ngô Kiến Huy, khiến họ âm thầm nuôi hy vọng cặp đôi sẽ nắm tay nhau vượt qua sóng gió. Đó là những hình ảnh tình tứ của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh vẫn được nam ca sĩ giữ nguyên vẹn. Cặp đôi vẫn là bạn bè trên Facebook, hiện tại công chúng và giới truyền thông vẫn nóng lòng chờ đợi những động thái mới từ cặp đôi này. Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy vẫn là bạn trên mạng xã hội. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Cát Phượng gửi lời xin lỗi nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, nhưng chú ý nhất vẫn là cách gọi Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên Cát Phượng đã thay mặt Kiều Minh Tuấn chủ động nhắn tin xin lỗi nhà sản xuất. Ngày 30 tháng 9, bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con cho biết việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai chuyện tình yêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim. Theo bà, chuyện công khai tình cảm này nhìn theo góc độ nào cũng không tốt. Ngoài ra, bà Dung Bình Dương cho biết có thể sẽ khởi kiện cặp đôi diễn viên chính sau khi phim hết chiếu, đồng thời cũng khẳng định sẽ không bao giờ hợp tác với hai diễn viên này trong các dự án tiếp theo. Mới đây, giữa những ồn ào không hay, bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con trả lời trên báo Phụ nữ cho biết, sáng 1 tháng 10, nữ diễn viên Cát Phượng đã thay mặt Kiều Minh Tuấn chủ động nhắn tin xin lỗi và động viên bà trong lúc khó khăn này.
Ngoài ra Cát Phượng còn hứa với bà Dung Bình Dương rằng cô sẽ lên tiếng xin lỗi công khai nhà sản xuất phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" trước báo chí. Ngay sau khi phim ngừng chiếu, cô ấy nói: "Vì chồng em phát ngôn không đúng để ảnh hưởng lớn đến chị và ekip, em chân thành xin lỗi chị", bà Dung chia sẻ. Dù Cát Phượng đã chủ động xin lỗi và an ủi, nhưng bà Dung Bình Dương khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên ý định khởi kiện Kiều Minh Tuấn An Nguyên. "Đây là bài học kinh nghiệm lớn đối với tôi, cho nên dù kết quả doanh thu có ra sao, phim có thể hoàn vốn hay không, thì tôi vẫn sẽ kiện lại hai diễn viên này để họ rút kinh nghiệm mà không làm ảnh hưởng đến các đối tác khác. Trong hợp đồng ký kết với diễn viên, tôi có ghi rõ điều khoản bồi thường thiệt hại trên tổng giá trị hợp đồng nếu ảnh hưởng đến đoàn phim. Con số bồi thường cụ thể ra sao tôi chưa thể tiết lộ vì cần trao đổi thêm với luật sư. Việc tôi khởi kiện không phải để lấy lại tiền, điều tôi mong muốn là đòi lại công bằng, danh dự và minh chứng cho khán giả thấy tôi không liên kết với diễn viên để tạo scandal PR phim", bà Dung chia sẻ trên báo. Bạn thân xác nhận Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh đã chia tay sau 8 năm yêu. Tin đồn Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã đường ai nấy đi một lần nữa lại trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, nghi vấn Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã âm thầm chia tay bắt nguồn từ chia sẻ đầy ẩn ý của đại nhân. Theo đó, đính kèm với hình ảnh của Khổng Tú Quỳnh, đại nhân viết: "Dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Ngay lập tức, chia sẻ của đại nhân thu hút vô số sự chú ý từ phía người hâm mộ. Liên lạc với phía Ngô Kiến Huy, đại diện của nam ca sĩ từ chối trả lời về tin đồn đang gây xôn xao này. "Trong khi đó, chúng tôi liên lạc với Khổng Tú Quỳnh và đại nhân, nhưng cả hai đều không bắt máy". Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh bị đặt nghi vấn đã đường ai nấy đi. Trước đó, trên một số diễn đàn bàn chuyện showbiz cũng từng đồn đoán vấn đề này. Tuy nhiên, thời điểm đấy, phía Khổng Tú Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận không hề có chuyện Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã chia tay, cả hai vẫn còn yêu nhau. Tuy nhiên, thời gian tới, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy muốn tập trung phát triển những dự án, sản phẩm riêng, nên sẽ ít xuất hiện cùng nhau hơn, có thể xem là rút vào hẹn hò bí mật, nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt. Cùng với Đông Nhi và ông Cao Thắng, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy cũng là cặp đôi nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng. Chia sẻ ẩn ý của đại nhân làm dấy lên tin đồn, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã đường ai nấy đi. Bức ảnh tình tứ gần đây nhất mà Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh cùng cập nhật trên Facebook là tận hồi tháng 6 năm ngoái, và đó cũng chỉ là một poster mà thôi. Vừa cưới được vài hôm, Trường Giang đã bị gọi hồn vì tin đồn nam em có bầu. Oan gia ngõ hẹp bao giờ mới dứt. Hình ảnh mới nhất của nam em làm dấy lên tin đồn cô đang có em bé bởi vòng hai to bất thường. Tất nhiên Trường Giang sẽ không thể đứng ngoài cuộc chơi này, cho dù bây giờ anh đã là chồng người ta. Nam em xuất hiện hôm qua với chiếc váy rộng thùng thình để lộ vòng hai to tướng. Nguyên nhân hợp lý nhất để giải thích cho chiếc bụng này có lẽ là vì cô nàng đã ăn uống không kiểm soát. Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, nam em cũng từng khiến nhiều người phát hoảng bởi thân hình phì nhiêu phát tướng đến khó tin. Nhưng dân tình nào chịu suy nghĩ đơn giản như vậy, tin đồn nam em có bầu nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Tất nhiên họ cũng mặc định luôn, đây là bầu giả và nam em đang tiếp tục chơi chiêu để phá rối đôi vợ chồng son Trường Giang nhà Phương. Người ta mới cưới tuần trăng mật chưa về nữa đó, nên kêu con của ổng đi ác cũng nhẹ lắm. Thấy nhà Phương lộ vòng hai bất thường nên nam em cũng bắt chước hả nam em. Tưởng bầu 8 tháng. Đừng nói là Trường Giang nha trời tính tạo drama nữa hả má. Thuyết âm mưu scandal mới của mẹ chứ bầu biết gì, người ta mới đi ăn buffet gì đó mấy má. Thực hư thế nào không ai biết được, chỉ biết mối nghiệt duyên của hai cái tên nam em Trường Giang khó lòng mà chấm dứt. Mặc dù Giang đã trở thành chồng người ta mất rồi, có vẻ như mọi động tĩnh của nam em đều bị gắn ghép là có liên quan đến Trường Giang. Sẽ không có sóng gió nếu như nàng hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long không khóc lóc trước truyền hình và thừa nhận có quen Trường Giang trong vòng một tháng. Câu chuyện yêu đương một tháng được cô kiên trì kể, trong một tháng khiến Trường Giang nổi điên và lên tiếng giằn mặt. Sau đó nam em trầm cảm, nam em nhập viện, nam em ra MV, tất cả đều có liên quan đến Trường Giang. Và điều trớ trêu nhất có lẽ là nam em trở thành chị em nặng nghĩa tình với một cô nàng cũng từng lên tiếng tố Trường Giang bội bạc, đó là Quế Vân. Người ta vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi tại sao nam em và Quế Vân có thể chơi thân như vậy, vì cùng cảnh ngộ nên đồng cảm thấu hiểu dễ hơn chăng. Quế Vân còn không ngừng ngại lên tiếng bên vực nam em và khẳng định cô vẫn còn trinh trắng khiến nhiều người há hốc mồm.
Trước ngày cưới của Trường Giang, nam em còn bay ra Hà Nội vui vẻ, điền ốc với người chị em số khổ của mình. Đó cũng là lý do xa Tết gây chấn động showbiz của Tuấn Hân xuất hiện. Chả mấy khi Trường Giang ghé chơi, Quế Vân và nam em ghé nhà Tuấn Hân. Đêm Trường Giang Nhã Phương tổ chức lễ cưới, nam em bị bắt gặp đang đi uống rượu một mình và hát vu vơ ngoài phố. Hình ảnh này ngay lập tức trở thành nguồn cảm hứng cho cư dân mạng. Tất nhiên không ai thấy tội nghiệp cô, họ chỉ tranh thủ chăm chọc mỉa mai cô mà thôi. Mọi hành động, lời nói của nam em sớm muộn gì cũng bị quy chụp có liên quan đến Trường Giang. Nay đến việc bụng to cũng không thể được coi là tăng cân như bao nhiêu người khác. Là dân tình quá khắt khe soi mói nam em hay do bản thân cô vốn đã lắm chiêu trò. Trước đó nam em đã có lần mang cả poster MV của mình đi dán gần sát quán cơm của tình cũ để bày tỏ tâm tình và sẵn kêu gọi câu view. Từ một cô gái được đánh giá cao về nhan sắc và tài năng, hình ảnh nam em tuột dốc không phanh trong lòng người hâm mộ bởi câu chuyện tình yêu buồn cười nhất nhì hệ mặt trời. Nhiều người cho rằng đây là kế hoạch PR của ekip nam em, nhưng cũng có thể đó là cảm xúc thật, con người thật của cô. Trường Giang Nhã Phương đang nhận được sự chúc phúc của đa số công chúng. Chỉ cần nam em có động thái gây rối hay tạo sóng thêm lần nữa, chắc cô cũng không thể yên ổn với dư luận. Khán giả vẫn hy vọng nam em sẽ lấy lại hình ảnh của mình. Trong những ngày đầu đăng quang, sẽ tiếp tục tỏa sáng bằng năng lực của mình, thay vì ngụp lặng trong scandal không lối thoát. Câu chuyện nam em Trường Giang cũng nên kết thúc để trả lại sự bình yên cho showbiz nói chung và cho bản thân những người trong cuộc nói riêng.